sau 20 ngày siết chặt giãn cách, về cơ bản các chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát. Trên cơ sở dịch tễ từ 5 đợt xét nghiệm, các khu vực nguy cơ khác nhau đã được xác định cụ thể. Ngoài việc tiếp tục kiểm soát chặt vùng đỏ, các địa phương đang nêu cao quyết tâm bảo vệ và tiến tới mở rộng thêm vùng xanh. Đây là khu dân cư 21 ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà. Khu vực này có hơn 1.300 nhân khẩu, đa phần người dân là lao động tự do, sống trong khu vực kiệt hẻm. Nắm bắt hoàn cảnh từng hộ, quan tâm chia sẻ kịp thời, nên trong thời gian giãn cách, người dân đã yên tâm ở nhà. Nhắc nhở dân là không được chủ quan, vì chúng tôi thấy rằng là không có cái loại virus nào nguy hiểm bằng cái virus mà vô ý thức. Và bên cạnh cái vaccine phòng chống dịch thì cũng còn cái vaccine ý thức trách nhiệm cũng quan trọng không kém. Thì để góp phần để mà chúng ta chống dịch thành công, để đưa đời sống của nhân dân trở về bình thường mới. Với địa bàn rộng, dân cư đông, phường An Hải Bắc đã tiến hành thành lập 48 ban điều hành, có nhiệm vụ bám chắc từng tổ hộ gia đình phía trong, đồng thời kiểm soát chặt, ngăn nguy cơ dịch từ bên ngoài. Vì vậy, mặc dù nằm trong điểm nóng về dịch bệnh ở Sơn Trà, nhưng địa phương vẫn là vùng xanh. Động viên các khu dân cư thành phố thi đua, một phong trào thi đua cho các điểm, để các khu dân cư đều nhà phấn đấu để bảo vệ vùng xanh cho địa bàn. Ngoài An Hải Bắc thì hiện nay thành phố còn 14 xã phường khác là vùng xanh khi đã qua 14 ngày liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và hiện không có khu phong tỏa. Trong đó, huyện Hòa Vang có nhiều nhất với 7 xã hiện là vùng xanh. Đề nghị là các địa phương mà chúng ta đã là có kết quả là 100% âm tính ấy, ở hộ gia đình ấy, thì chúng ta cố gắng bảo vệ cái vùng xanh này. Bảo vệ vùng xanh này cho thật tốt. Họ quyết tâm chính trị và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Tại các cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố gần đây, phong trào thi đua bảo vệ phấn đấu mở rộng vùng xanh đã được thành phố Đà Nẵng phát động. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, trước diễn biến dịch phức tạp như hiện nay, xây dựng vùng xanh đã khó, giữ cho được vùng xanh lại càng khó. Rõ ràng là chúng ta để bảo vệ vùng xanh thì nhiều cái biện pháp, thì trong đó có cái biện pháp về việc tiêm vaccine. Thì rõ ràng là những người dân ở vùng xanh chúng ta cần phải bảo vệ, chủ động bảo vệ bằng việc tiêm vaccine. Giữ chặt vùng xanh đồng thời từng bước xanh hóa vùng vàng, vùng đỏ, các địa phương đang nêu cao quyết tâm để góp phần đưa thành phố sớm quay trở lại trạng thái bình thường mới.